Chào tất cả anh chị em, welcome mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Nhất Huy đây. Trở lại trong clip ngắn này thì mình tiếp tục cập nhật cho mọi người về một tỷ app hiện tại đang phát triển trên Sui. Và những ngày vừa qua thì không riêng gì gần đây đâu, thời gian trước đây nữa khi mà bắt đầu app chốt ra thì mình đã theo cho mọi người cái dự án là Sui Blockchain này cũng khá là dài rồi. Những ai mà chúng ta follow một thời gian vừa qua thì mới thấy rằng là khá là mệt mỏi đối với dự án này đúng không? Bởi vì dự án này tham gia testnet cũng như là devnet rất là nhiều lần và các cái NFT cũng như là các cái nền tảng transaction của mọi người trên mạng lưới của Sui đã liên tục bị reset. Và gần đây thì Sui cũng đã ra testnet v3 và cũng đã công bố rằng tất cả những trải nghiệm đó của mọi người từ testnet v3 sẽ được bảo lưu vĩnh viễn, có nghĩa là trên nền tảng ví Sui của mọi người thì sẽ được lưu lại đúng không? Và trong clip này đây thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho mọi người, chúng ta sẽ tham gia trải nghiệm một số DApp hiện tại đang phát triển trên Sui nhé, để tăng cơ hội nhận được airdrop. Thứ nhất là airdrop chính từ cái DApp đó, chính từ cái dự án đó đó, dự án con đó mọi người. Cái thứ hai nữa đó, chúng ta sẽ nhận được airdrop đến chính từ dự án Sui Blockchain. Anh chị em chúng ta thấy rằng là nhiều người cứ nói rằng là Sui rất là mệt mỏi, Sui scam rồi Sui nhiều thứ này thứ kia. Bởi vì bình thường thôi, nếu mọi người lật lại lịch sử, nếu mà ai chúng ta đã làm airdrop ấy, rất là nhiều những dự án mà mình có thể kể đến, trước đây mình hay nói đến là Paraswap đó, họ cũng đã nói rằng rất là nhiều lần trên nền tảng Twitter của mình rằng không có airdrop, nhưng mà ngay sau đó thì họ đã phát hành một lượng airdrop cực kỳ là khủng, mỗi một ví trải nghiệm là 10.000 đô, hơn 10.000 đô anh chị em nhé. Cho nên Sui vẫn là một cái gì đó rất là tiềm năng. Đặc biệt trước đây thì mình đã check cho mọi người rồi và cũng đã công bố cho mọi người rằng cái token allocation của Sui ấy, là có vài phần trăm cho airdrop đó. Cho nên chúng ta đừng bỏ qua nhé. Mình nghĩ rằng cái đó rất là ok. Chúng ta đã tiện theo dõi rồi thì mọi người theo dõi tiếp tục và làm theo mình thôi anh chị em nhé. Và mọi người cảm thấy clip hữu ích nhớ thả một like cũng như là subscribe kênh YouTube của mình, đặc biệt là bật thông báo lên nhé. Bởi vì là những kèo airdrop thời gian gần đây mình cập nhật cho mọi người rất là nhanh và chúng ta cũng đã ăn được rất nhiều kèo tiềm năng và lớn rồi. Nhiều người đã thay đổi vị thế từ những clip mình làm và hướng dẫn cho mọi người đấy nhé. Ok, và không mất thời gian của mọi người lâu nữa thì mình sẽ bắt đầu làm và trải nghiệm ngay. Ở clip buổi sáng ngày mai mình lên cho mọi người ạ, thì mình có hướng dẫn cho mọi người chúng ta có thể vòi được lượng lớn token Sui. Tuy nhiên thì để hiện tại thì mình bắt đầu mình làm lại cái clip buổi sáng ngày mai cho mọi người mình trải nghiệm lại đó. Thì nó đang bị lỗi đó, khả năng dự án họ đã fake bởi vì rất nhiều người chúng ta đã cheat để chúng ta nhận được vài trăm thậm chí là vài nghìn xu trên nền tảng Telegram của mình đó. Có rất nhiều anh chị em chúng ta đã nhận được rất nhiều lượng lớn token xu sau khi mà làm theo clip này anh chị em nhé. Nếu mọi người chưa biết thì mọi người có thể xem lại và có thể làm thử xem hiện tại có làm được không nhé. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu trải nghiệm ngay. Đi app đó ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm mang tên là cái Belaunch anh chị em nhé, Belaunch. Và ok anh chị em chúng ta có thể đọc phần giới thiệu về Belaunch ở đây anh chị em nhé. Và ở đây có sẽ có những sản phẩm cốt lõi của Belaunch như là tạo mã thông báo này, tạo cả mã bán trước luôn. Nên chúng ta có thể tạo được một cái mã thông báo trên nền tảng của Belaunch và mọi người có thể là tạo và chúng ta bán thử. Hiện tại nó đang xây dựng ở trên nền tảng testnet cho nên chúng ta có thể tạo free. Và sau này tất nhiên khi mà nó ra mainnet cùng với cả mạng lưới Sui đó thì tất nhiên là những dự án ấy, họ đăng ký để có thể launchpad trên nền tảng của Belaunch thì mới có thể là tạo mã thông báo được. Hiện tại chúng ta có thể là trải nghiệm free những cái mục này anh em nhé đó, và có thể là ra mắt IDO này, mua bán các IDO luôn cũng như là gửi các cái nền tảng về ví đó, và nhiều sản phẩm khác như Block tạo và quản lý khóa này, hợp nhất các đối tượng coin này, cũng như là chúng ta có thể tải hình ảnh NFT của mọi người lên và có thể đăng bán trực tiếp trên marketplace anh em nhé. Ở dưới này đây thì mọi người sẽ đọc đầy đủ những tính năng chính của cái nền tảng này, rất là nhiều luôn anh em ạ, để chúng ta có thể trải nghiệm hết được thì cũng mất thời gian một chút đó. Nhưng mà chúng ta nên trải nghiệm anh em nhé. Lát nữa mình cũng sẽ hướng dẫn cho mọi người chúng ta sẽ trải nghiệm một số nền tảng. Còn lại thì anh chị em chúng ta muốn trải nghiệm những nền tảng nào đó thì mọi người thì click vô vào một cái nền tảng đó và họ sẽ có một cái bài hướng dẫn cho mọi người luôn. Đấy, chúng ta nhìn chưa? Sẽ có đầy đủ hướng dẫn cho mọi người để có thể làm từ A đến Z anh chị em nhé. Mình chỉ trải nghiệm một vài phần thôi, còn nếu mà làm hết thì clip rất là dài luôn. Ok, và chúng ta sẽ xem qua một chút về cái token UBIC của cái dự án này đi. Dự án này thì sẽ có cái token mã là BLAB đó và mạng sẽ là mạng Sui anh chị em nhé. Tổng cung sẽ là bao nhiêu đấy? 100 triệu cái đồng token này. Và cho mọi người nhìn qua về cái token allocation nhé, hiện tại đây có ghi rất là rõ 2% thì có cho airdrop nhé đó, cho nên mình lên clip ở đây để có thể hướng dẫn cho mọi người chúng ta tham gia trải nghiệm đó. Và đây sẽ có cái lịch vesting đồng token và anh chị em chúng ta có thể là xem về cái biểu đồ vesting ở đây nhé. Ok, còn về cái lộ trình thì sao? Lộ trình thì cũng rất là rõ ràng, thì chúng ta sẽ thấy rằng sẽ có cái thông tin ở cái phần quý 4 hay là từ năm 2022 đổ lại thì mình bỏ qua nhé, mọi người có thể đọc ở đây. Còn bắt đầu từ quý 2 năm 2023 anh chị em nhé thì sẽ bắt đầu ra mắt cái mạng chính thức và niêm yết trên các sàn DEX đó. Và anh chị em biết đấy, hiện tại đây thì cái dự án Binance hiện đang xây dựng ở trên cái nền tảng của Sui Testnet đúng không, và nó cái quý 2 năm 2023 này thì roadmap thì sẽ ra cái mạng chính thức, thì mình nghĩ rằng đây cũng sẽ là một cái gì đó khả năng dự án Sui Blockchain cũng sẽ ra mainnet chính thức của cái năm 2022, xin lỗi mọi người, quý 2 năm 2023 nhé.
Thì đây chỉ là một cái phần dự đoán của mình thôi, còn chưa biết theo cụ thể được là cái dự án mẹ là cái Sui Blockchain thì khi nào ra đâu. Bởi vì chúng ta biết đâu, để xây dựng được một dự án ấy, để có thể ra mắt được token chính thức ở ra mắt mainnet ấy, thì dự án đấy sẽ cần phải xây dựng rất là nhiều thứ, cơ sở hạ tầng, rồi rất là nhiều các mảnh ghép khác nhau để thành một hệ sinh thái. Trước đây Aptos là họ ra rất là vội vàng đó anh chị em ạ, nhưng mà Sui thì chắc chắn là họ không muốn nó lặp lại cái đó của Aptos, nên họ muốn xây dựng một cái hệ sinh thái phát triển mạnh hơn. Mặc dù là cái ecosystem của Sui Blockchain ấy thì mình thấy rằng là vẫn chưa phát triển mạnh lắm, nhưng mà mình nghĩ rằng thời gian tới thì khả năng Sui đi sau thì sẽ có thể là làm tốt hơn bên Aptos anh chị em nhé. Ok, và chúng ta sẽ cùng tham khảo qua một chút về cái lộ trình tiếp tục này. Và đến quý 3 của năm 2023 ấy, thì bắt đầu cái chương trình về vườn ươm, về Launchpad các mọi người, và hỗ trợ các dự án phát triển trên đó nữa. Và quý 4 thì sẽ ra cái nền tảng Multichain đa chuỗi anh chị em nhé. Và đến năm 2024 thì họ sẽ chính thức airdrop dành cho người dùng. Và đây cũng ghi là Big Boom đúng không anh chị em? Đây sẽ khả năng sẽ là một airdrop lớn. Thì không biết như nào, hiện tại thì lộ trình là như vậy thôi. Mình check qua một chút về cái đội dev của dự án thì hiện tại vẫn đang ẩn đấy anh chị em, vẫn chưa check được đội dev của dự án đâu. Ok, chúng ta có thể đọc đầy đủ thông tin chi tiết về cái dự án ở trong cái mục wallpaper anh chị em nhé. Quay trở lại đối với cả dự án đi. Đầu tiên để trải nghiệm dự án này ấy, thì hiện tại dự án đang có một cái nền tảng FT, thì mình có show lên cho mọi người trên nền tảng của Telegram đó, là chúng ta có thể min trực tiếp hai con FT này. Hai FT này thì hiện tại đây chúng ta check thì nó đang liên quan đến một chút về DApp của Sui anh chị em. Và chúng ta check hiện tại những FT hiện tại đây á, thì cái Twitter chính thức đang là của Sui nên anh chị em nhé. Và chúng ta có thể check các cái lượng ở đây cũng như là cái thời gian tạo ra FT này. Đó, hiện tại đang có hai FT này. Thì cái link để có thể tải hai để có thể min, xin lỗi mọi người, có thể mua hai FT nhé. Mỗi một FT sẽ có giá là một Sui và cộng phí gas nữa. Tuy nhiên thì đây sẽ là mạng lưới gọi là testnet, cho nên chúng ta cứ thoải mái lên anh chị em nhé. Chúng ta vòi rất nhiều Sui mà. Đó, cho nên mọi người cũng không không cần phải lo lắng nhiều quá đâu. Mọi người gọi là càng tăng cơ hội của mình lên mà. Chúng ta có thể check qua một chút về cái Twitter của dự án ấy. Thì Twitter của dự án Belaunch cũng rất là uy tín luôn đó, và Twitter của cái nền tảng Sui ở đây em nhé, về cái FT này này thì mọi người click vào đây nó sẽ ra chính thức là cái của Sui lên trên đó, hiện tại đang là của Sui chính thức luôn nhé. Thì tất nhiên là cái này thì chúng ta cũng có thể là tạo được, nhưng mà hiện tại thì mình thấy nền tảng cũng rất là uy tín, cũng không có gì cả. Hiện tại chúng ta đang làm testnet mà đúng không anh chị em? Đó, chúng ta có thể check cái thông tin về Twitter của dự án ở đây. Thì vừa rồi mình show qua cho mọi người xem hiện tại Twitter của dự án Belaunch. Đây, mình sẽ gõ cho mọi người xem đó. Chúng ta có thể thấy rằng hiện tại thì đang có 125.000 người follow đúng không? Và hầu như tất cả các bài đăng thì đều là những lượt tương tác thật và tương tác rất là tốt luôn anh chị em. Đó, tôi nhìn thấy chưa? Ok, và đây sẽ là thông tin sơ qua về cái dự án này đi. Và chúng ta cũng không đầu tư gì vào dự án này mà, cho nên chúng ta đang làm test net thì tăng cơ hội nhận airdrop từ Sui và chính dự án này thôi. Cho nên chúng ta cứ làm bình thường và mọi người đừng thắc mắc gì thêm nhé. Ok, và chúng ta nhớ min hai nhát thì vừa rồi mình có sâu qua cho mọi người đó. Bây giờ mình sẽ dẫn cho mọi người chúng ta sẽ trải nghiệm nền tảng ở đây. Đầu tiên sẽ là cái nền tảng về sàn đất anh chị em nhé, buôn bán này đó, và nó sẽ có cái token chính thức luôn của cái dự án này, chính là Belab đó anh chị em. Và tuy nhiên thì ở bên mạng lưới testnet nhé, mọi người lưu ý giúp mình nhé, tất cả token bên mạng lưới testnet thì nó không có khả dụng ở trên mạng lưới mainnet đâu. Có nghĩa là khi mà chúng ta đang sở hữu cái đồng Belab chẳng hạn đó, khi mà ra mainnet thì chúng ta không phải là cái đồng này sẽ được chuyển sang mainnet đâu nhé. Cho nên những người mới chúng ta lưu ý giúp mình đó. Ở đây thì chúng ta sẽ trải nghiệm là swap cái đồng xu. Hiện tại đây kết nối ví của mình đang có 16,5 đồng xu đúng không? Mình sẽ swap một cái đồng xu thì mình sẽ nhận được là 9,2 cái đồng Belab. Mình sẽ chọn vô đây hoán đổi này. Tuy nhiên thì nền tảng này hiện tại đang khá là nhiều người trải nghiệm cho nên nó khá là lag anh chị em nhé. Đó, và đây sẽ hiển thị ra những cái lệnh những con người đang bán anh chị em rất là nhiều đúng không? Ok, và đó sẽ là swap nhé, bởi vì đang lag quá cho nên mình đây mọi người nhìn cho đang chạy cho mình không thể là đợi để có thể là quay hết clip cho mọi người được. Và sau khi mà swap xong thì mọi người sẽ thêm thanh khoản giúp mình nhé, cặp Sui và Belab này ví dụ mình đang có đây đúng không anh chị em, đang có 9,2 rồi nhé, thì mình sẽ bắt đầu thêm thanh khoản vô này. Mình sẽ thêm thanh khoản đó là 0,1 cái đồng Sui này thì nó sẽ tự sang bên này là bao nhiêu đó, và mọi người sẽ chọn vô vào thanh khoản ở đây đó, chọn vô vào thanh khoản anh chị em nhé, để chúng ta có thể trải nghiệm tất cả các nền tảng đây mà, chọn approve này. Ok, và như vậy thì chúng ta đã xong cái một thanh khoản, một swap như vậy thôi. Và mình cũng khuyên mọi người chúng ta nên trải nghiệm hầu hết tất cả các mục nhé. Hầu hết tất cả mục thì mọi người cứ trải nghiệm mỗi mục một chút đi, để dự án nó ghi nhận chúng ta hiện tại có đang trải nghiệm trên nền tảng của Binance, và sau này có airdrop thì chúng ta sẽ nhận được nhé. Ok, và bây giờ mình sẽ trải nghiệm qua cho mọi người về một nền tảng nhé. Ở đây thì mình sẽ tạo cho mọi người một cái NFT đi. Đó, để chúng ta có thể niêm yết cái NFT này để đăng bán được trên Marketplace của Binance nhé. Ở đây sẽ là cái tên NFT này, ví dụ như mình gọi là Sui Sui Dragon nhé. Rồi thì mình có tạo một cái NFT là Sui Dragon. Ở đây sẽ là cái để chúng ta có thể là lấy cái link của URL của hình ảnh đó, thì nó có gợi ý cho mọi người có thể lấy trực tiếp ở đây nhé. Đó, click vào đây và mình sẽ upload một cái hình ảnh lên đây, và mọi người nhớ cái kích thước nó phải phù hợp nhé. Đây mình ví dụ cái hình ảnh này đi, mình chọn upload nhé, thì nó sẽ hiển thị ra cái đường link cho mọi người đấy nhé. Đó, copy đường link này này và mọi người dán vô đây này.
đó, ok ạ, đó và mọi người dán vô tiếp tục này, nó sẽ hiển thị ra ngay cho mọi người nhé. Và đây sẽ là website, thì website chúng ta nên tìm một website nào đó, ví dụ website của Su cũng được, hoặc là mình vừa rồi tạo một website Dragon ấy, thì mình sẽ để website Dragon luôn và tất cả thông tin Twitter đấy. Thì cũng như chúng ta sẽ lấy cái website và Twitter của một cái dự án nào đó hoặc là chính của mọi người luôn nhé. Đây chúng ta đang tạo một cái ảo mà, đó Telegram này, Discord không có, cũng có thể bỏ qua cũng được nhé. Còn đây sẽ là cái thời gian niêm yết, ví dụ mình sẽ bắt đầu niêm yết từ ngày mùng 3 cho đến ngày mùng 6 đúng không? Chọn OK này, ví dụ trong 3 4 ngày đó. Và đây sẽ là cái mục và thông tin description này. Thì mọi người sẽ mô tả cho cái xui này, ví dụ cái anh ảnh chi này, Su official chẳng hạn đó. Ok, và như vậy thì ta đã tạo xong và mọi người chọn vào Create Store anh xem nhé. Thì nó sẽ tạo ra cho mọi người một cái hình ảnh, một cái đó chọn Apple thôi. Thì nó sẽ tạo ra thông tin cho mọi người và chúng ta có thể đăng bán capture này trên nền tảng Marketplace nhé. Ok, mình sẽ làm hết cho mọi người xong mục này đi. Còn những mục khác thì mọi người vui lòng vào trong cái mục đọc ấy để chúng ta có thể đọc và hướng dẫn làm trải nghiệm anh em nhé. Đó, như vậy thì chúng ta cũng làm tương đối rồi đúng không? Đó, ok thì nó sẽ ra một cái giao diện như vậy nhé. Ở chỗ mục thứ hai ấy, là mọi người sẽ nhập URL để cái ảnh bìa mọi người ạ. Còn đây sẽ là cái ảnh đại diện anh em ạ. Đó, và mọi người có thể sell FT này, đó. Và mọi người sẽ gõ cái thông tin ở đây, chọn cái URL của hình ảnh này. Và nó sẽ ra cái URL cũ của mình là cái hình con này anh em nhé. Và cái thông tin về muốn bán giá bao nhiêu đó, ví dụ một người muốn bán một giá một xu đó, và chọn cái mô tả ở đây và chọn sell sell now. Là như vậy là chúng ta đã hoàn thành niêm yết xong và sẽ có thời gian ở đây là chúng ta sẽ bán trong vòng 2 ngày 23 giờ con em. Đó ok, và nếu mọi người bán được thì cái token xui chất nét nó sẽ về ví của mọi người nhé, gọi là lấy cái token xui qua cái ví trải nghiệm ạ, bằng cách là tham gia vào trên nền tảng của Binance. Đây hiện tại đang cho test net cho nên chúng ta cố gắng trải nghiệm nhiều hơn để dự án của Airdrop cho mọi người trong tương lai, cũng như là chúng ta nhận được Airdrop đến từ chính dự án Sun. Mình kỳ vọng là như vậy thôi nhé. Đây sẽ có thông tin về Rise của cái dự án này anh chị ạ. Đó, rất là nhiều thông tin thì chúng ta có thể đọc thêm thông tin ở đây. Ok, và qua cái link ở đây thì mình đang dẫn cho mọi người chúng ta trải nghiệm nhanh. Thì đối với nền tảng này mọi người nhớ min cái hai NFT đầu tiên nhé. Ở cái mục vừa rồi mình để link ở trong phần mô tả clip cho mọi người xem luôn nhé. Đó, mình có để ở trong Telegram rồi, nhưng mà mình sẽ để lại ở đây để cho chúng ta có thể tham khảo mà chúng ta min hai NFT này. Mua nhé, cho mọi người không phải min mà là mua, mất hai xui đó. Thì không đáng bao nhiêu cả, đều là tiết nhất cả thôi. Chúng ta nhớ trải nghiệm và tham gia ngay. Tất cả những cái gì free thì mọi người nhớ làm nhé. Tăng cơ hội nhận airdrop của mọi người đến dự án xui mà. Anh chị em chúng ta cảm thấy clip vui nhớ thả một like cũng như là subscribe kênh YouTube của mình để không bỏ lỡ qua tất cả thông tin quan trọng nào từ thị trường, đặc biệt là những dự án tiềm năng nhé. Xin được chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.